được nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo đã về dự kỷ niệm 30 năm nghề ra trường của Hội Khóa 198 2012. Chào mừng các quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn cựu học sinh đã về dự kỷ niệm 20 năm ngày ra trường nhiệm khóa 1998-2002 trường trung học cơ sở Thượng Mỗ ngày hôm nay. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, ngày hôm nay chúng ta trở về đây tại ngôi trường yêu dấu, gặp lại bạn cũ, thầy xưa, tay bắt mặt mừng thật xúc động, ôn lại những kỷ niệm yêu dấu và tổ chức tri ân các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Thay mặt ban tổ chức và ban liên lạc hội khóa, MC Văn Đạp và Thanh Hoa xin được gửi tới các quý thầy cô, các bạn cựu học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các thầy cô và các bạn, âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, của trái tim và cũng là những nhịp cầu nối, những bờ vui đong đầy hạnh phúc. Chính vì thế, trong không khí long trọng của buổi lễ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời quý thầy cô, các bạn, chúng ta cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức những tiết mục văn nghệ do các bạn niên khóa 1998-2002 trình bày. Các tiết mục văn nghệ với bài hát Tình Thơ, Con Đường Đến Trường, Mong Ước Kỷ Niệm Xưa và Nối Vòng Tay Lớn. Xin kính mời các quý vị đại biểu cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Trạng thể hòa đi đầu tiên.